đẳng cấp quá đấy. Tình đua. Muốn đón độc cái gì? Muốn độc gì lạ cho ngon bổ gì gì? Thánh ở đây này. Thánh độc gì lạ ngon bổ gì? Để mà đệ chế biến cho mọi người xem này. Đợi mà đệ ca của mà. Lên thì sẵn ăn rồi. Mà đệ ca ăn hại. Mỗi khi tân bảo mình ăn hại hôm nay, mình cho bất ngờ. Lên là chế biến xong rồi. Sao? To nè. Thái ra, băm ra. Băm khúc khúc ra. Xong rồi. Xong rồi. Dễ nấu. Dài thế. Cái này. Cái băm nhuyễn nha chị ăn luôn. Đằng nào cũng không mang đũa. Mang chìa. Băm ra cho nó mềm. Làm đậu phụ. Thảo nào mang chậu làm khuôn. Trời. Kéo bên nhầy nhé. Nhưng mà chắc sạch rồi. Mà lại cầm làm ăn nhé. Cho uống này, uống rồi, ta
có món gì nhanh bằng Úc Châu, làm đẳng cấp nhất là Úc Châu. Nào hầm, bây giờ nào hầm, xong rồi bắt đầu để đốt, mở ra sân chén. Con bãi này đã nào. Đi rửa tay phát ra, quay lại mình chế biến ẩm thực. Từ từ quên mất là nhà mình có gia vị, thế nên mình phải ướp trước đó. Tiền tiền ướp ra thầm. Ui nhiều quá, cho mắm vào. Mắm mà thơm lắm đấy. Một chén, hai chén. Ui. Nên món này hơi bị đậm đà đấy. Đậm đà. Rồi. Thao đậm luôn. Cho một ít dầu nữa. Nấu ăn nữa, ăn nấu phê. Xào nấu. Xà. Tí nó ngấm gia vị. Ngon lắm đấy. Nhìn như kiểu là thịt nướng Dubai ở bên nước Dubai người ta ăn. Chắc muối. Nhìn món này sang trọng. Không kém phần nông trọng luôn. Siêu ngon đấy. Đá này. Hèn. Ê. Rồi mình giải cái này ra. Xong rồi nướng như kiểu là nướng pizza ấy. Ăn nó mê Dubai. Quê. Ngon phết đấy.
chân ấy. Úp luôn cái này vào. Xé bớt một cái chỗ thừa đi. Nhìn nó hoành tráng không? Chụp lại. Chụp lại xong bắt đầu bỏ cái này ra đã. Đốt nó cháy hết. Cho ủi vào ở trên thế này. Đốt thì nó mang đại ca lên săn ăn. Không biết mang đại ca mang thịt không nhỉ? Món này chắc chắn ăn như kiểu súp. Ăn như thịt ấy. Đây gọi là đây mình chế biến thành mì ấy. Đây là gọi là súp thịt kim súp thịt omachi làm từ khoai tây chiên súp nguồn. Mày vừa đốt lửa đúng không? Đúng rồi. Thế may ra còn cứu vãn. Không. Hả? Lâu rồi, em nướng chắc kín lâu rồi. Lâu cái gì làm vừa mới đốt tao thấy. Chắc kín rồi, im màu. Im màu. Mày lại làm hỏng nữa của tao đấy. Ủa anh làm hỏng rồi, cậy em. Rồi lần này mà làm hỏng rồi, tao tiếp. Để em nấu. Này. Anh thằng chanh một mình anh nấu ấy. Hỏng thì tao xin tiền tiết nhá. Đúng rồi. Này. Không chín nữa, biến lên cái chủ. Mày nhớ đấy. Ok. Con lợn này, lấy chó củi gà như này. Anh bỏ đai nhưng mà chó vào. Chỉ phá đám rồi. Ơ sao cả cái nơi lại hết rồi? Anh cho đất vào đây. Đâu rồi đây? Mày bị điên à? Anh bị rổ hôi đấy. Mày rổ à? Anh rổ hôi đấy. Em cho vào thì nó mới ngóm gia vị. Nói chung là thôi. Chấp nhận lần sau không để sảnh mày ra. Anh đi thì đi gì nửa tiếng đồng hồ ấy. Có 15 phút. Chắc lại đi ăn kẹo một mình ấy gì. Tao chỉ còn mày ăn kẹo ấy. Anh không có tiền ấy. Thế đấy? Là anh đi ra đường ngõ. Cái gì đấy? Em chảo thịt ra. Sao lại vứt bỏ hết thịt này? Mỡ ấy. Mỡ cái gì đây là gân mà. Gân ăn được à? Chẳng gân là ăn được à? Đây nữa. Anh lấy mà nướng. Cần rửa nướng. Hôm trước anh bảo không có tiền ấy. Chảy ra đường ngõ ăn kẹo mút phồng mồm ấy. Ui nóng này nỉ má này anh ấy. Mình làm thằng mày nướng lâu chưa đã. Ui lại hỏng cái chậu. Anh ấy. À, cái chậu đó. Anh mà gạt ra mà không chín là tại anh ấy. Nhưng mà mày nướng lâu chưa? Một lúc rồi. Thôi được. Nếu mà không chín thì tao còn sửa được. Có sửa được. Chứ để không mà... chín là tại anh. Để mà hỏng mất phí cả đồ ăn. Tại anh ấy. Ui anh ấy gạt. Gạt sạch ăn luôn sạch chỗ. Ăn luôn ngồi nào được đây mà ăn. Ui được. Ui. Đây này. Được đấy.
đen. Đây này, nhìn như kiểu là bánh trung thu luôn. Anh ấy em kinh điển không? Sơn, mày làm cái gì đấy? Pizza đây. Pizza? Đoán thế. Đoán gì? Nhìn giống pizza chưa? Với cả bánh khoai giá lấy con dao đây, tao lót ở dưới. Chủ nhắc cho ui, đây. Tay ai làm mà kinh thế? Được. Chú đẹp không? Anh đừng có làm mỏng tác phẩm của em nhé. Nào, sao? Ngon đấy. Tao chưa hiểu mày đang lại mày làm cái gì đấy cơ. Đấy, sang đây. Anh ơi sang đây xem cá lóc luôn. Trời ơi. Mà tao chưa hiểu là nó là cái gì đây cơ. Cái thịt em băm ra. Với cả mà tao đem theo mắm kiểu. Muối mì chính. Với cả dầu ăn. Với cả khoai tây. Với cả bột khoai tây. Mời tất cả mọi người nhé. Ngon nhỉ. Ngon nhỉ. Ăn giống khoai tây béo ấy. Tao chả thấy ngon gì cả. Tao chỉ thấy. Đưa tao thử lại miếng nữa. Sao mặn thế? May là em còn bỏ bớt thế đấy. Lúc nãy vì đổ quá nhiều. Bây giờ mọi người nhá. Ăn béo lắm. Thịt đâu? 13 món rồi hả? 13 món hết à? Ừ. Ui dồi ôi, để tao nấu súp thì... Ui dồi. Khoai tây này, ăn béo lắm. Khoai tây à? Đây là húp à? Súp nướng. Đây là súp nướng à? Không ngon lắm. Ngon rồi, ngon không? Không ngon lắm. Ngon thì ngon. Ăn tạm không? Ăn tạm. Ăn tạm là ngon không? Được. Được là ngon không? Ăn được. Ăn được là ngon không? Ăn được. Ăn được là ngon không? Không ngon lắm. Không ngon lắm là ngon không? Mày bị rồi à? Không ngon lắm, ăn được. Không ăn được thì rồi. Ăn được cơ mà. Ngon không? Ngon được, thì ăn. Ngon, ngon. Ngon thế này bảo ngon. Ai bảo mày làm kiểu này? Cái đợi anh được lâu ấy. Nước cục thịt ấy ngon lắm. Được đấy. Mày hình như mày ướp hơi nhạt đấy. Sao mày không đổ thêm ít mắm nữa? Sống ấy. Sống cái gì? Được đấy. Thịt lợn rừng sống chén được hết. Nhưng mà tao thấy cứ thế nó hôi hôi như thịt bò ấy nhỉ. Mà bây giờ chả thấy mùi hôi. Mùi như kiểu bánh đậu ấy. Bẩn vãi tao nó vui. Bẩn. Tại chúng là bẩn nhà ghi vui. Ông bà, mày đi nó bay đúng gì không? Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Hi vẫn vậy là. Vừa vẫn bộ bà. Cái mà cho cái kia mà nhìn ăn như kiểu bã đậu ấy. Bã đậu á? Ừ. Ít dù vui. Không ngon lắm. Ngon, béo. Béo mà như